Bốn chiêu cao tay, xử đẹp kẻ tiểu nhân. Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, sống ở trên đời, không ít lần chúng ta gặp phải những lời tố cáo, phỉ báng, những rắc rối, tổn thương từ người khác. Nếu cứ ăn miếng trả miếng thì chúng ta cũng sẽ phải trả cái giá tương xứng. Nếu xung quanh bạn có những người không quân tử, hãy tỉnh táo và áp dụng các biện pháp được gợi ý sau đây để đề phòng hậu họa. Thứ nhất, chúng ta cần phân biệt người quân tử với kẻ tiểu nhân. 1. Quân tử kết giao từ tâm, tiểu nhân kết giao vì lợi ích. Người quân tử không bao giờ muốn kết bè cánh, nhưng ngược lại, kẻ tiểu nhân luôn có một đám bạn bè ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người quân tử kết bạn xuất phát từ tấm lòng, sự trân trọng dành cho nhau, còn kẻ tiểu nhân kết bạn vì một hay nhiều lợi ích nào đó. Vì thế nên người quân tử, bạn bè quý ở chữ tinh, tức là tinh túy, còn với tiểu nhân, bạn bè quý ở chữ đa là nhiều. Và cũng vì thế nên tiểu nhân không bao giờ có bạn bè chân chính. Đối với họ, lợi ích bản thân cao hơn tất cả, chỉ cần nhu cầu lợi ích bị đụng chạm, họ sẽ coi bạn là thù. Nếu như xung quanh một ai đó chỉ toàn là bạn rượu thịt, chẳng nghi ngờ gì nữa, đó khó có thể là một người quân tử. 2. Người quân tử thể hiện lòng biết ơn bằng hành động, kẻ tiểu nhân chỉ biết nói lời chót lưỡi đầu môi. Những người có nội tâm nhân đức luôn sẵn sàng dùng hành động để biểu thị lòng biết ơn, sự cảm ơn, nhưng kẻ tiểu nhân thì chỉ giỏi võ mồm. Nhận được ân huệ từ người khác, người quân tử sẽ cảm kích từ trong tâm và họ cũng sẽ dùng hành động thực tế để báo đáp. Nhưng kẻ tiểu nhân khi nhận được ân huệ của người khác thì cảm thấy mình hời và nghĩ cách làm sao để có thể chiếm nhiều hơn nữa mà hoàn toàn chẳng nghĩ đến việc trả ơn. 3. Người quân tử suy nghĩ cho đám đông, kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ cho bản thân. Người quân tử biết nghĩ cho mọi người, khiến mọi người vui vẻ thoải mái, trong khi kẻ tiểu nhân chỉ biết lấy lòng cấp trên để mưu lợi cá nhân. Chọn cách suy nghĩ cho đám đông, đồng thời vẫn không quên nghĩ cho cấp trên. Đó là biểu hiện của người có nhân phẩm tốt. Họ sẵn sàng làm mọi việc quan tâm, giúp đỡ những người khác, trong khi những người có nhân phẩm tệ chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của bản thân. 4. Người quân tử không thể chịu được sự xúc phạm về mặt tinh thần, kẻ tiểu nhân không thể chịu được sự thiệt thòi về mặt vật chất. Với kẻ tiểu nhân, họ có thể bán rẻ nguyên tắc và trở thành người sống chẳng có một chút lòng tự tôn nào. Nhưng người quân tử thì không bao giờ làm vậy. Một người quá xem trọng giá trị vật chất và xem nhẹ giá trị tinh thần, việc bán đứng nhân cách hay nguyên tắc để đổi lấy lợi ích là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và đó chính là một kẻ tiểu nhân thực thụ. Ngoài ra, những kẻ tiểu nhân còn có thêm các biểu hiện khác như thích nịnh nọt người khác, ngồi chỗ nọ nói xấu chỗ kia, gió chiều nào xoay chiều đó, có sở trường là đổ vấy trách nhiệm cho người khác, bịa chuyện đặt điều và rất giỏi trong việc tranh thủ lúc người khác gặp nguy, bồi thêm cho họ nhát dao chí mạng, dẫm lên vai họ để đạt được mục đích của mình. Vậy để đề phòng tiểu nhân bằng những cách nào? Hãy lắng nghe 4 cách sau đây. 1. Không nhân nghĩa với kẻ tiểu nhân. Với kẻ tiểu nhân, có lẽ chúng ta không nên quá lương thiện. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Với người quân tử, ta đối đãi theo cách dành cho người quân tử. Với kẻ tiểu nhân, ta đối đãi theo cách dành cho kẻ tiểu nhân, miễn sao trong lòng không hối hận là được. 2. Không nhu mì mềm yếu trước kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sở dĩ là tiểu nhân bởi vì thường có xu hướng bắt nạt những người yếu đuối và sợ những người cứng rắn. Gặp phải người cứng rắn hơn, họ thường thu người lại. Vì thế, với kẻ tiểu nhân, chúng ta không nên tỏ ra sợ hãi mà cần cứng rắn, mạnh mẽ để họ biết bạn không phải là người dễ bắt nạt. Kẻ tiểu nhân không giống với kẻ ác có tâm địa hiểm độc, nhưng kẻ tiểu nhân thì khác. Họ sẽ trở nên thật thà và ít nguy hiểm hơn nếu gặp người mạnh hơn mình. 3. Giữ khoảng cách, giữ mình trước kẻ tiểu nhân. Nhà văn Reshiram Rodo có nói rằng, khi ai đó chế nhạo bạn, bạn ngay lập tức nổi giận cãi lại họ. Khi ai đó coi thường bạn một cách vô lý, bạn ngay lập tức khinh thường lại người đó. Ai đó khoe mẽ trước mặt bạn, bạn ngay lập tức chứng tỏ rằng bạn lợi hại hơn. Hãy nhìn xem những người bạn ghét đã dễ dàng biến bạn thành người mà bạn ghét nhất rồi.
Nếu bạn quá để tâm đến những kẻ tiểu nhân, bạn cũng sẽ bị vấy bẩn bởi những điều xấu xa và từ từ biến bạn thành thứ bạn ghét. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ bị những cảm xúc tiêu cực chi phối. Có câu kẻ thức thời mới là chân quân tử. Họ hiểu rằng sống tốt cuộc sống của chính mình mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nếu chỉ vì nóng giận nhất thời mà lại đi dây dưa với tiểu nhân, lao tâm lao lực vào những thứ vô ích như thế, thì bạn chỉ lãng phí thời gian, thậm chí tự rước tai họa vào thân mà thôi. Thà cãi một trận với người có học còn hơn nói một lời với kẻ đầu tùm. Gặp kẻ tiểu nhân thì nên tránh xa, nhẫn nhịn không phải là hèn nhát mà là tránh chuốc họa vào thân. Rồng thì không đánh với rắn, sư tử thì không dành thức ăn với chó điên. Sống chung một môi trường với kẻ tiểu nhân nên không thể tránh được sự va chạm, thì điều nên làm chính là giữ mình, giấu mình. Đừng dễ dàng bộc lộ quan điểm của bản thân, cũng không nên để họ biết mọi điều về mình, không nhận xét ai xung quanh trước mặt họ. Bởi lẽ những lời nói vô tư của bạn rất có thể sẽ trở thành vũ khí mà những kẻ tiểu nhân sẽ sử dụng để chống lại chính bạn. 4. Không tranh luận với kẻ tiểu nhân. Không có một cuộc sống nào là thập toàn thập mỹ. Học cách buông bỏ, không vướng bận vào những chuyện vụn vặt mới có thể thoát ra được vũng bùn, trở thành một đóa sen tinh khiết, làm những điều ý nghĩa hơn, đón nhận một cuộc sống và phiên bản tốt hơn của chính mình. Đời người có mấy cái 10 năm, tại sao phải phiền lo vì những điều nhỏ nhặt? Có thể trên đường đời bạn sẽ gặp phải những lời ra tiếng vào, những chiêu trò nhằm âm mưu kéo bạn xuống đáy bùn. Nhưng nếu bạn không góp thêm cho chúng năng lượng, cũng như không để tâm đến thì chúng nhất định sẽ không làm gì được bạn. Đừng để tâm đến những phán xét của người khác, đừng cho phép bản thân bị vướng vào những tấm lưới tiêu cực của xã hội. Bạn xứng đáng được đối xử tốt hơn thế. Chỉ cần bạn không cho phép thì tôi dám chắc không có bất cứ lời phán xét nào có thể đánh đổ được bạn. Hãy yêu bản thân và sống cuộc sống tuyệt vời của chính mình. Tiểu nhân không nói chuyện đạo lý, nói chuyện nguyên tắc với họ chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế, trước mặt tiểu nhân không cần phải giảng giải đạo lý, điều đó chỉ khiến họ thêm hận bạn, chứ chẳng ích gì. Điều nên làm nhất là không nên lãng phí công sức tranh luận với họ. Việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, đó là lựa chọn tối ưu. Quý vị thân mến, một cuộc sống tươi đẹp là sự trả thù tốt nhất. Càng trải nghiệm, chúng ta càng hiểu rằng chúng ta sống để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn và sống một phiên bản tốt hơn của chính mình. Sống tốt và vui vẻ chính là cách trả thù tốt nhất trên thế giới. Nhà văn, nhà thơ người Trung Quốc Từ Chí Ma đã bỏ vợ mình là Trương Ấu Nghi vào năm 1922. Nhưng Trương Ấu Nghi vẫn chọn sống tiếp một cuộc đời tươi đẹp bằng sự phấn đấu của bản thân và trở thành một người phụ nữ mà Từ Chí Ma sau này không thể với tới. Trước đó, Từ Chí Ma luôn tỏ ra lạnh nhạt với Trương Ấu Nghi, chế giễu cô là đồ bánh bao đất. Dù Trương Ấu Nghi có cố gắng thế nào, Từ Chí Ma vẫn không chút mặn mà. Sau đó, Từ Chí Ma đã sa vào một lưới tình mới. Mặc dù lúc đó Trương Ấu Nghi đang mang thai đứa con của anh, nhưng Từ Chí Ma vẫn kiên quyết ly hôn với cô. Trương Ấu Nghi rơm rớm nước mắt hỏi, ly hôn rồi, đứa con trong bụng tôi phải làm sao đây? Từ Chí Ma nói, phá nó đi. Nghe nói có người chết vì phá thai. Ngồi xe lửa cũng có khi xảy ra tai nạn chết người, vậy nhưng người ta vẫn cứ đi xe lửa đó thôi. Từ Chí Ma thờ ơ nói. Trương Ấu Nghi hoàn toàn tuyệt vọng với Từ Chí Ma nên đã ký vào thỏa thuận ly hôn và bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Cô vực dậy tinh thần, tự học tiếng Đức, học tiếp lên đại học, sau này còn được mời làm phó chủ tịch ngân hàng. Dưới sự điều hành của cô, ngân hàng đó đã chuyển lỗ thành lãi và trở thành nổi tiếng trong ngành. Trương Ấu Nghi đã dùng chính khí và sự chăm chỉ của mình để xé bỏ cái mác người vợ bị bỏ rơi của Từ Chí Ma và sống một cuộc đời sống động, nhận được sự tôn trọng của thế giới, vượt xa tầm với của Từ Chí Ma. Mong sao chúng ta học được cách buông bỏ quá khứ, tha thứ cho chính mình, đừng tiếp tục dây dưa với kẻ ác, đừng chấp nhất chuyện vụn vặt. Hãy làm việc chăm chỉ để tạo dựng cuộc sống của riêng bạn, sống một cuộc đời tươi đẹp và hạnh phúc. Đây là cách trả thù tốt nhất cho những người đã làm tổn thương chúng ta.